Sau 15 năm đăng quang, Hoa hậu gia thế khủng Ngô Phương Lan hiện tại sống ra sao? Ở tuổi 35, Ngô Phương Lan vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp và có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc bên ông xã ngoại quốc. Hoa hậu có gia thế khủng, dòng dõi tri thức. Nhắc đến Ngô Phương Lan, khán giả nghĩ ngay đến hình ảnh một cô hoa hậu tài năng và khiêm nhường. Người đẹp sinh năm 1987 là Hoa hậu Thế giới Người Việt đầu tiên tổ chức năm 2007. Ngô Phương Lan xuất thân trong một gia đình có truyền thống ngoại giao. Cha cô là nhà ngoại giao Ngô Quang Xuân, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam 2008. Ông từng giữ một số chức danh như Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới, nhiệm kỳ 2010-2011. Mẹ của Hoa hậu Ngô Phương Lan cũng làm việc trong ngành ngoại giao. Trên Ngô Phương Lan có một chị gái tên là Ngô Thu Hương, là thạc sĩ kinh tế tốt nghiệp ở Mỹ. Bản thân Ngô Phương Lan từ nhỏ đến lớn cũng luôn thể hiện sự xuất chúng của mình trong việc học tập. Vì công việc ngoại giao của bố phải di chuyển tới nhiều nước khác nhau, nên Ngô Phương Lan cũng theo bố đến các nước để sinh sống và học tập. Khi học tại trường tiểu học New York, cô từng được Tổng thống Mỹ Bill Clinton trao tặng bằng khen vì thành tích học tập cao. Thời trung học, Ngô Phương Lan từng thi đỗ kỳ thi tú tài toàn phần Pháp của trường quốc tế Pháp. Cô tốt nghiệp ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Geneva với bài luận văn xuất sắc và được đánh giá rất cao về đề tài văn hóa lịch sử. Sau khi đạt được vương miện Hoa hậu, Ngô Phương Lan hai lần được đề cử dự thi Hoa hậu Thế giới vào các năm 2007 và 2008, nhưng cô đều từ chối với lý do bận học và bận công việc. Những hoạt động trong showbiz của Ngô Phương Lan cũng hạn chế, kín đáo, lặng lẽ và không phô trương. Tháng 12 năm 2013, Ngô Phương Lan tổ chức đám cưới với chồng ngoại quốc người Anh. Ông xã cô khi ấy là một thầy giáo, nhà nghiên cứu văn học. Anh từng tốt nghiệp Warwick và có một thời gian dài sinh sống làm việc tại Việt Nam. Hai người gặp nhau trong một game show vào năm 2012. Nói về ông xã trên báo VN Express, Ngô Phương Lan từng thổ lộ: "Chồng tôi là người hết lòng hy sinh vì gia đình. Ngày trước anh theo mảng ngoại giao, văn hóa để được đi khắp nơi trên thế giới. Yêu tôi, anh sẵn sàng bỏ mọi thứ để về Việt Nam cùng tôi làm lại từ đầu. Anh muốn tôi được ở bên gia đình và bạn bè." Đứa con là dự án quan trọng nhất cuộc đời. Từ khi kết hôn, Ngô Phương Lan tập trung xây dựng tổ ấm của mình. Bên cạnh đó, cô tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, gây quỹ vì cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển của ngành giáo dục. Năm 2019, vợ chồng cô đón con gái đầu lòng tên Lan Vi. Sự xuất hiện của con gái khiến cuộc sống của Ngô Phương Lan hoàn toàn thay đổi. Cô ít xuất hiện hơn và dành thời gian chăm sóc con nhiều hơn. "Tôi quan niệm rằng đứa con chính là dự án quan trọng nhất của cuộc đời, chẳng công việc gì có thể quan trọng hơn việc nuôi dạy con. Mình đã tạo ra cho xã hội một công dân cần có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục công dân ấy thành một con người tốt." Nàng hậu chia sẻ về quan điểm làm mẹ. Dù rất kín tiếng mỗi khi nhắc đến đời sống riêng tư, nhưng Ngô Phương Lan lại chia sẻ nhiều quan điểm về nuôi dạy và giáo dục trẻ nhỏ. Như nhiều người mẹ khác, cô luôn cố gắng làm những điều tốt nhất dành cho cô con gái nhỏ của mình. Được biết, vì gặp nguy cơ tiền sản giật khi chuyển dạ, nên Ngô Phương Lan phải mổ cấp cứu để lấy con ra. Cho đến tận bây giờ, nàng hậu vẫn chưa thể quên được mùi da thịt bị đốt cháy bởi vết cắt đầu tiên của dao mổ, tiếng khóc đầu đời của con, hứa hẹn bao nhiêu thay đổi trong cuộc sống kể từ giây phút đó. Hay các anh bệnh nhân nằm giữa hai bà mới đẻ mổ trong phòng phục hồi xin thêm thuốc tê vì tiểu phẫu xong khó chịu quá. Chia sẻ về hành trình nuôi con vất vả, Ngô Phương Lan kể: "Mình cho con bú tới năm bé 2 tuổi để đêm bé ngủ cho say và là cách tạo bonding, sự kết nối sâu sắc giữa hai mẹ con. Đây cũng là trải nghiệm vất vả nhất trong quá trình làm mẹ trong 2 năm đầu của mình.
từ việc tắt tia sữa hàng tuần do cơ địa cho đến việc mỗi đêm thức dậy vắt sữa và rửa từng bộ phận của máy từ 2 đến 3 lần mà vẫn phải đảm bảo ngủ đủ để còn có đủ sữa cho con. Đây rõ ràng không phải là lựa chọn của tất cả mọi người. Thế nhưng bù lại, sự có mặt của con trên cuộc đời đã khiến Ngô Phương Lan cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn. Cô tâm sự, cảm ơn Lan Vy đã cho mẹ trở thành người lớn và đã mang lại niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống cho bao nhiêu người. Được bên con, chứng kiến con trưởng thành mỗi ngày là niềm vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời của mẹ. Năm 2020, Ngô Phương Lan gây bất ngờ khi quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Trở lại công việc sau thời gian tập trung làm mẹ, người đẹp từng gặp khó khăn và mất cân bằng. Tuy nhiên, chính ông xã và gia đình là những người đã ở bên động viên, tiếp thêm sức mạnh cho cô. Hiện tại, ở tuổi 35, Ngô Phương Lan đang có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên chồng con. Trong một bài phỏng vấn trên báo Dân Trí, Ngô Phương Lan thổ lộ: "Tôi cố gắng nhìn xung quanh và nhắc nhở bản thân may mắn như thế nào, có những gì trong cuộc sống. Với phương châm đó, tôi cảm giác tự tin để có được một cuộc sống tối giản, trân trọng những gì mình đang có."